Chào mừng các bạn khán thính giả đã quay trở lại với series podcast K-Corner của KPMG. Thật vui và biết ơn khi hôm nay chúng mình lại tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn. Mình là anh Duy, ambassador của KPMG, đồng thời cũng là host của buổi podcast này. Nếu như các bạn đã theo dõi những số trước thì chúng mình đã mang đến cho thính giả chia sẻ thú vị về ngành thuế cũng như kiểm toán từ những anh chị trực tiếp làm cho một big như KPMG. Và để nối tiếp cho series này, hôm nay chúng mình sẽ cùng mang đến cho mọi người những góc nhìn mà có lẽ các bạn chưa được thấy bao giờ từ phòng luật hay còn gọi là legal function của một công ty được biết đến chuyên về kiểm toán như KPMG. Trong tập podcast lần này, chúng ta rất vinh dự có được sự góp mặt của anh Hiếu tới từ KPMG. Em chào anh ạ. Chào anh. Trước hết thì cho phép em được gửi lời cảm ơn tới anh vì đã dành thời gian để cùng ngồi tại đây và chia sẻ với các bạn khán thính giả đang nghe podcast. Anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân với các bạn được không ạ? Xin chào, anh là Hiếu, Lý Hiếu. Như các bạn đã biết thì anh đang làm một bộ phận luật, hay còn gọi là legal function. Thể hơn thì anh làm một team M&A. Anh năm nay 23 tuổi và tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội. Anh được biết đến với sự nhạt nhẽo và khá là nghiêm túc, nhưng mà xin đừng nhìn anh với con mắt như vậy. Anh khá thích xem phim, đặc biệt là dòng phim khoa học viễn tưởng kết hợp với trinh thám và chính kịch. Anh cũng là một fan của dòng phim siêu anh hùng nữa. Hôm nay cũng khá đặc biệt vì hôm nay là ngày công chiếu của The Batman ở Bắc Mỹ và Việt Nam đấy. Nhớ đi xem nhá. Rồi, anh nghĩ như vậy chắc cũng đủ thông tin cơ bản về anh rồi nhỉ? Dạ vâng. Anh cho phép hỏi một chút là anh đã bao giờ tham gia với vai trò là khách mời podcast hay là các chương trình tương tự như thế này bao giờ chưa ạ? Anh chưa. Dạ vâng. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về cảm xúc của mình sau khi nhận được lời mời tham gia buổi podcast ngày hôm nay được không ạ? Trước hết thì anh khá là bất ngờ vì bản thân anh cũng là người rất là thích nghe các chương trình podcast. Anh hay nghe Google Podcast vào lúc sáng, trong lúc anh ăn sáng, hoặc là pha cà phê, hoặc là trước khi đi ngủ, chủ yếu là trước khi đi ngủ. Nhưng không ngờ lần này thì anh lại được tham gia vào một cái podcast của KPMG nữa. Vậy thì anh tin là đây chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm khá là thú vị. Em nghĩ là biết đâu đấy, sau hôm nay thì anh lại thấy thích và tự làm một kênh podcast của riêng mình. Như vậy thì trong phần warm up ngắn vừa rồi, chúng ta đã có thể phần nào hiểu hơn về khách mời ngày hôm nay. Để nối tiếp podcast, em xin gửi đến anh một vài câu hỏi mà chắc hẳn các bạn khán thính giả rất muốn lắng nghe để hiểu rõ hơn về KPMG cũng như là legal function tại đây. Đầu tiên thì cho em xin mạn phép hỏi anh một điều. Em có quen với một số anh chị nghề luật ấy, thì thấy anh chị ấy có bảo là làm cái nghề này thì giấy nốt như kiểu một vật bất ly thân ấy. Không biết là với anh có hay sử dụng giấy nốt hay là các ứng dụng ghi chú khác không? Tất nhiên là có, để có thể thấy ở ngay đây anh cũng mang một cái nốt của riêng anh. Vì khối lượng công việc của luật sư trong một ngày thì rất là nhiều. Thế nên là anh sử dụng giấy nốt giống như một cách hữu hiệu để có thể nhớ các đồng việc cần phải làm. Liệu việc tham gia podcast ngày hôm nay có trở thành một trong những ghi chú được anh check nốt không ạ? Có. Vì việc tham gia podcast hôm nay là một cái niềm vinh dự của anh, cũng như là một nhiệm vụ của anh vì có một cơ hội có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của mình trong công việc cho các bạn khán giả. Trường hợp là trong buổi podcast hôm nay em cũng đã nốt một vài câu hỏi dành cho anh liên quan đến cơ hội nghề nghiệp đối với ngành luật tại KPMG qua những tờ giấy nốt rất là màu sắc này. Anh sẵn sàng trả lời những câu hỏi này chưa? Chí thôi. Bản thân em thì cũng là một người dành sự quan tâm lớn dành cho ngành luật. Và cũng như các bạn khán giả thì em cũng rất là chờ đợi những chia sẻ của anh để hiểu hơn về ngành luật nói chung và ngành luật tại KPMG nói riêng. Thì bây giờ trên tay em đang có các tờ giấy nốt màu khác nhau như thế này. Bây giờ nhé, anh thích màu nào? Anh sẽ chọn màu đó rồi em sẽ lần lượt đọc các câu hỏi nhé. Ok, được. Để xem nào. Anh sẽ chọn từ màu đỏ trước nhé. Màu đỏ với anh là màu của may mắn nên là anh muốn mở đầu bằng màu này để có thể khích lệ được tinh thần của các bạn tham gia vào cái kỳ Fresh Graduate sắp tới. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thì hy vọng là các bạn khán thính giả sẽ đón nhận được những may mắn mà anh Hiếu muốn gửi gắm cho chúng ta ngày hôm nay. Để em xem câu hỏi trong tờ giấy nốt màu đỏ.
Với anh ấy, một người có tính cách như thế nào thì phù hợp với nghề luật? Và đặc biệt đối với bản thân anh thì anh có thấy là mình thực sự phù hợp với nghề này không? Khi mà nói đến nghề luật thì anh nghĩ là mình cũng có thể tự nhận ra được là một người cần có những cái tính cách gì để phù hợp với nghề. Nói đơn giản là anh nghĩ là sự cẩn mẫn, cẩn thận, tỉ mỉ. Bởi vì luật sư thì không được phép sai. Và tuyệt vời hơn nếu như được gọi thì đó tính cách có chứa sự sáng tạo, dũng cảm. Chỉ thì đấy là những gì mà anh thấy là một người cần phải có khi thực hành luật tư vấn. Còn đối với ngành luật tố tụng thì anh cũng chưa tham gia bao giờ. Nhưng anh đoán là có lẽ mình còn phải có sự táo bạo và can trường nữa. Mà trên hết thì anh thấy là trong ngành luật thì mình luôn phải duy trì một cái tư cách tối thiểu, đó là sự khiêm tốn. Bởi vì có một câu nói anh thấy là một phương châm rất nổi tiếng về ngành luật, đấy chính là nghề luật sư là một nghề được xây dựng, duy trì, phát triển bởi những con người có sự ưu tú về mặt phẩm chất và kiệt xuất về mặt tư duy. Như vậy tức là có rất nhiều người giỏi, nên mà nếu khiêm tốn thì anh nghĩ là mình sẽ học được rất là nhiều điều. Anh tin là như vậy. Đúng là khiêm tốn thì là một cái mà rất là cần thiết, đặc biệt là khi đi làm. Theo em thì việc đi học với đi làm có một chút sự khác nhau ở đây, đó là đi học thì mình thường xuyên tiếp xúc với các bạn bằng tuổi, thì cái vốn về kiến thức kinh nghiệm ấy có thể không chênh lệch nhau nhiều. Còn cái việc đi làm thì mình sẽ, khi mà đi làm mình sẽ tiếp xúc nhiều với các anh chị có nhiều năm kinh nghiệm hơn mình, nên vì thế mà rất cần sự khiêm tốn để học hỏi được nhiều hơn. Thì em thấy là đây là một điều khá là hợp lý ấy. Thì mình đi đến câu hỏi tiếp theo ạ. Anh chọn màu đi ạ. Trước đỏ rồi, giờ anh chọn màu xanh dương đi. Nói đến màu xanh này thì có thể liên tưởng ngay tới màu đặc trưng của KPMG. Để em xem thử câu hỏi. Thật tình cờ thì đây cũng là một câu hỏi vô cùng ý nghĩa với một KPMG-er. Đó là điều gì khiến anh cảm thấy thích khi trở thành một luật sư của một big kiểm toán như KPMG ấy? Luật sư thì hơi quá, vì thực ra thì anh chưa phải luật sư. Nhưng mà trở thành một người làm nghề luật trong Big Four thì anh nghĩ là nó có một sự độc đáo của riêng nó. Thứ nhất là mình luôn có cơ hội được tiếp xúc với những luật sư giỏi. Luật sư là người nước ngoài này, nên là khả năng ngôn ngữ của mình sẽ thử thách rất là nhiều và từ sau rồi rất nhiều. Vì Big Four cũng có cái lượng người nước ngoài theo anh là cũng khá nhiều nữa. Thứ hai là ngoài luật ra thì nếu như mình có bất cứ một thắc mắc nào về các cái mảng khác như thuế hay kiểm toán thì bọn anh luôn có sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ các bộ phận kiểm toán hay thuế, hải quan. Và đấy là điều mà anh thấy sự rất là tuyệt vời. Thứ ba nữa là đội ngũ IT, đội ngũ về nhân sự và các đội ngũ khác đều luôn sẵn sàng trợ giúp mình. Và họ cũng đều là những người rất giỏi. Em có thể tóm tắt giúp các bạn thính giả ba điều mà anh Hiếu vừa nêu, là thứ nhất là cơ hội tiếp xúc với nhiều luật sư nước ngoài này. Thứ hai là cơ hội được học thêm về thuế hay đặc biệt là kiểm. Và nhất là khi KPMG là một trong những công ty về kiểm toán uy tín nhất. Điều thứ ba là sẽ là sự đoàn kết tương trợ giữa các phòng ban với nhau. Thì nhân đây thì em cũng mong anh có thể chia sẻ thêm một chút về hành trình đến với KPMG của anh được không ạ? Và nó có cái điểm gì gọi là đáng nhớ hay là đặc biệt không? Hành trình đến KPMG của anh nghĩ là anh sẽ chốt lại cái keyword trong ngày hôm nay, đó là cái từ bất ngờ. Vì hành trình đến với KPMG của anh cũng khá bất ngờ. Anh lúc đấy còn chưa biết gì về KPMG hay là Big Four hay là kiểm toán. Thì bạn anh cũng có bảo anh là ê, KPMG đang tuyển bộ phận legal đấy, có apply không? Và anh kiểu KPMG là gì? Và sau đó thì anh cũng nộp đơn vào KPMG và trải qua các vòng thi tuần tự. Hôm nay thì anh đang ngồi đây, nhưng bạn anh thì không. Phải nói là nó khá là đáng nhớ, hai từ gọi là bất ngờ. Ok, mình đi tiếp đến câu hỏi tiếp theo anh nhé. Xem nào, trước là màu đỏ, rồi là màu xanh dương này. Thì bây giờ anh muốn màu gì tiếp theo? Xanh lá cây đi. Màu xanh lá cây. Đây, em thấy câu hỏi. KPMG từ trước đến nay thì
luôn nổi tiếng là một trong những công ty đứng đầu về ngành kế toán, kiểm toán. Nhưng những năm gần đây thì Legal Function cũng khá là phát triển. Thì, vậy sau quãng thời gian làm việc ở đây thì anh thấy công việc tại KPMG như thế nào so với các law firms thông thường khác? Theo như đánh giá thì công việc thực sự hành luật ở KPMG cũng không khác là mấy so với các cái law firm tư vấn khác. Đặc biệt có thể kể đến so sánh với các law firm như là Hogan Lovells hay là Rouse, Baker McKenzie, Duane Morris. Các firm này thì anh nghĩ là có thể có 80% sự giống nhau trong cách thức vận hành. Tuy nhiên thì anh nghĩ cái sự khác biệt đến nhiều nhất từ cái khâu lựa chọn và đánh giá khách hàng, đánh giá công việc. Bởi vì KYC gọi là đánh giá khách hàng rất là được chú trọng tại KPMG. Bởi mình có thể thấy là KPMG là một firm rất là lớn. Thế nên là KPMG hoàn toàn là quan tâm đến cái việc đánh giá tiềm năng khách hàng và cái việc trọng lượng khách hàng rất là khắt khe. Hy vọng là câu trả lời này thì có thể giúp ích được phần nào cho những thắc mắc của các bạn ứng viên về việc là làm luật ở KPMG có gì khác biệt so với các công ty chuyên về luật khác. Hiện tại thì trên tay em đang còn 2 tờ nốt nữa thôi. Cho lần áp chót này đi thì anh lựa chọn màu nào? Anh không nghĩ ra, chắc là màu cơ bản thôi, màu trắng vậy. Trên tay còn màu trắng, màu cam thì chắc là mình để màu cam, một màu rực rỡ hơn, mình để cuối kết thúc màu rực rỡ rồi nhỉ. Thì với tờ giấy nốt màu trắng, đây là một câu hỏi không chỉ liên quan đến Legal Function nữa. Anh có thể kể lại một kỷ niệm đẹp cũng như là điều mà bản thân anh cảm thấy ấn tượng nhất từ khi làm việc tại KPMG cho đến thời điểm hiện tại mà. Kỷ niệm đẹp thì anh nghĩ là có khá là nhiều. Mà có lẽ là thực ra có tận 3-4 kỷ niệm đẹp cơ. Mà anh sẽ lấy một cái ra thôi, đấy là khi mà team Legal của anh cùng đi du lịch với nhau ở trên cái homestay. Thì mọi người bonding rất là tốt, gắn kết với nhau rất là tuyệt vời. Và cơ hội mà anh nghĩ là nếu như trải qua một lần rồi thì ai cũng sẽ muốn được trải nghiệm lại. Thực sự rất là vui và có thể cho mình cái cảm giác rất thư giãn. Về điều ấn tượng nhất là cái KPMG, anh nghĩ là sự đãi ngộ rất là đầy đủ. Và anh nghĩ ở đây mọi thứ đều cho mình cái sự thoải mái nhất định. Ví dụ như là mình sẽ có đồ ăn, sẽ có hoa quả, hay là có những cái sự kiện nhỏ tổ chức hàng tuần như là Feel Good Friday chẳng hạn. Đó. Thỉnh thoảng thì còn tổ chức cả việc thể dục để mọi người cùng khỏe mạnh nữa. Thật sự thì đó đều là những điều mà em thật sự thích từ văn hóa của KPMG luôn. Bản thân như những ambassador như bọn em trong đợt dịch vừa rồi thì cũng được KPMG mời tham gia những buổi tập thể dục như yoga của các anh chị. Hay đặc biệt em nhớ nhất là có cái lần mà sự kiện về Halloween thì bọn em cũng được mời tham gia. Em hy vọng là đây sẽ là một động lực to lớn cho các ứng viên đang có ý định ứng tuyển vào KPMG trong thời gian sắp tới. Nhanh. Như vậy thì trên tay em chỉ còn đúng duy nhất tờ nốt màu cam cuối cùng. Thì hay là để em để anh tự đọc câu hỏi nhé. Thì có gì anh đọc câu hỏi lên cho các bạn khán giả cùng lắng nghe xem là câu hỏi cuối cùng này trong tờ nốt giấy nốt màu cam của mình là gì ạ? Ok, để anh đọc vậy. Với tờ nốt màu cam thì câu hỏi là KPMG đã mang lại cho anh những thay đổi gì? Anh nghĩ là anh chưa tích đủ lượng để có thể thay đổi một cách hoàn toàn, nhưng mà anh thấy là KPMG cho anh rất là nhiều về mặt tri thức. Tức là anh học hỏi rất là nhiều từ những bậc đàn anh và đặc biệt là những vị luật sư rất là giỏi ở đây. Thì nó là cơ hội hoàn toàn quý báu. Thế thôi đúng không ạ? Có phải thôi. Rất ngắn gọn nhưng mà mình có thể gói gọn là trong hai từ là tri thức, thì đấy là tri thức đã thực sự là đã giúp anh thay đổi khá là nhiều khi được học hỏi tại đây trong khoảng thời gian vừa rồi. Để em đếm xem nào. Vậy là chúng ta đã đi qua hết tất cả là 5 tờ giấy nốt. Nhanh thật. Nhanh thật. Yeah. Trước khi buổi podcast kết thúc thì em muốn hỏi anh một điều. Liệu anh có thể chia sẻ
những cái check notes nho nhỏ cũng như là những lời khuyên hữu ích như một kim chỉ nam để giúp các bạn khán thính giả vượt qua vòng thi và trở thành một người làm luật tại KPMG trong thời gian sắp tới được không? Thế thì anh bắt đầu luôn bằng lời khuyên nhé. Anh cũng không có quá nhiều kinh nghiệm hay là giỏi, nhưng mà tuy nhiên thì anh thấy có một lời khuyên mà cũng được tiếp nhận từ cái người đi trước và anh thấy nó rất hiệu quả, đó chính là có một câu nói nổi tiếng từ trường Harvard, và đây cũng là một trường luật, rằng nếu bạn không cảm thấy mệt mỏi, tức là bạn đang làm sai cách, và hãy tin anh, kim cương được tạo từ áp lực. Hãy sẵn sàng gồng mình lên, dũng cảm đương đầu với áp lực, để áp lực kiến thiết đến cơ thể của mình, tôi luyện sự cứng cáp của trí não và cả cơ bắp, để biến mình thành một viên kim cương. Đừng sợ, đừng ngại. Chúc các em thành bóng tốt của mình nhé. Adios. Bản thân em thì rất là thích cái câu mà áp lực được tạo nên từ kim cương. Thì trước đây em được nghe xong thì nó luôn là một cái động lực cho em phát triển cho đến thời điểm hiện tại và chắc là cả sau này nữa. Thì như vậy là chúng ta đã được lắng nghe thật nhiều những chia sẻ đầy quý giá từ anh Hiếu trong tập podcast lần này. Và đó cũng chính là những câu hỏi và chia sẻ cuối cùng từ chúng mình trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của KPMG Việt Nam. Hy vọng rằng qua podcast này, các bạn đã có cơ hội hiểu hơn về KPMG cũng như là những câu chuyện của các KPMG như anh Hiếu đấy ạ. Thì trước khi kết thúc, chắc chắn là anh Hiếu cũng rất muốn gửi tới các bạn lời chào cũng như là lời chúc may mắn trong thời gian sắp tới. Xin chào, tạm biệt các bạn và chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình nhé. Anh tin là mọi người sẽ cố hết sức thôi. Cảm ơn anh rất nhiều với lời chúc vừa rồi. Chúng ta cũng đừng quên tương tác với KPMG tại Facebook cũng như là website của KPMG Việt Nam. Và nhớ tham gia KPMG New Graduate Recruitment 2022 để trở thành một trong hơn 200.000 nhân viên của KPMG toàn cầu nhé. Và chúc các bạn một ngày tốt lành. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đón nhận. Tạm biệt các bạn.